với siêu tài năng nhí, chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé siêu tài năng nhí đầu tiên của ngày hôm nay nha. Xin được giới thiệu bé Dương Trầm. Wow. Ở đâu ra nàng tiên cá chút xíu vậy ta? Trời ơi, nàng tiên cá cơm. Chắc bị kho quẹt. Chắc kho quẹt rút lại. Con ơi, con nghe gửi lời chào đến cô chú à. Con tên gì mấy tuổi nè? Con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Nhập Dương Cầm. Năm nay con 5 tuổi. Con có mơ giấc mơ bé xíu. Sau này con muốn trở thành một ngôi sao lấp lánh lấp lánh. Lấp lánh lấp lánh. Con sẽ đi khắp thế giới biểu diễn. Ok. Tôi biết rồi, Dương Cầm hôm nay biểu diễn đàn piano phải không? Hàng đứng. Nhảy belly dance. Ủa đúng hả? Con nhảy đeo bidan cùng với nhảy đu dây nghệ thuật. Wow, đu dây nghệ thuật. Bé thế này có làm được không con nhỉ? Cá. Con học rất là nhiều môn. Ví dụ là múa bông, hai là đu dây, ba là nghệ thuật xiếc. Con thích chơi là môn xiếc đu dây ạ. Tại vì môn đấy rất là mạo hiểm mà. Cô dạy con nhảy lùa trên không, sạc ngang trên không, sạc dọc nữa. Và cô dạy con lúc nhảy ra thì con rất là thấy vui. Con Nguyễn Nhập Dương Cầm sẽ là siêu tài năng nhí. Hãy cổ vũ cho con. Yay! Cho chú hỏi nè, belly dance là cần phải có belly á, tức là mình cần phải có cái eo á. Đó, nó hơi mở mở thịt thịt giống chú Trấn Thành nè, rồi mới nhảy được. Rồi cái eo con đâu? Người ta có cái eo thon bé tí rồi. Con khẳng định lại là cái môn này là người ta là cần bụng gầy hay là bụng có mỡ? Môn gì? Bụng gì cũng được. Ừ. Nhưng mà không có được bụng dạ xấu xí nha. Đúng rồi. Em nôn nóng quá là không biết cho con biểu diễn chào sân được không ạ? À? Chắc đẩy mấy cái nhẹ thử coi. Dạ. Bây giờ mình biểu diễn ha. Sẵn sàng nha. Rồi, dễ vô cô. Đây. Ui. Sao ba nhỏ chiếc vậy? Ngầu nha. Trời mặt kìa. Ôi, dữ gì dữ vậy? Cái gì mà dữ vậy? Cái gì mà dữ vậy? Cởi.
đỉnh quá vậy? Trời ơi, không ngờ luôn á. Hồi nãy nó chào kiểu giống như là đang quay nè, quay thi, quay, quay, xuống nè, mặt hết máu nè, ừ, chào nha, chào nè, ừ, chào, ai làm gì làm nha, hết máu rồi nha, ừ, kiểu vậy đó, rồi sao dữ vậy, cái gì mà dữ vậy? Con ơi, cảm ơn về cái một cái màn biểu diễn vô cùng là tuyệt vời của con, một tràng pháo tay cho con nè, cảm ơn con rất là nhiều nè. Quá giỏi. Con làm tất cả mọi người trong trường quay rất là ngạc nhiên, con học lâu chưa? Con học lâu rồi ạ. À. Học lâu là mấy năm? Con học được 3 buổi ạ. 3 buổi hả? 3 buổi. 3 buổi hả? Cái gì? Học lâu rồi. 3 buổi mà con nhảy được như vậy à? À, bây giờ kiến thức cái gì? Bây giờ là em không cần biết là nó như thế nào. Bây giờ mới có vòng tròn biểu diễn thôi đúng không? Rồi, cho bé này đi thắng tiếp. Một thắng kẹt. Có một màn mà mới có một màn chơi thôi mà em hút rồi. Chúc mừng con. Như vậy là trong top 10 chúng ta năm nay cô muốn cát cơm rồi. Ôi, không biết con có hiểu được tình hình cô bây giờ không con? Bây giờ là con mới chào xuân thôi. Nhưng mà con hãy về nhà tập chuẩn bị thêm 3 buổi nữa bắt đầu quay vào vòng trong nha. Kêu nhờ em nói nó mới không hiểu đó. Ôi sao? Con có hiểu cô này vừa nói cái gì không? Thấy chưa? Nè, cái cô này nè mới chấm con vào vòng trong luôn rồi đó, vui không? Con kìa. Thôi mình làm theo kịch bản đi để con nó rối nè. Rồi con rối, con chưa hiểu. Rồi bây giờ con vừa biểu diễn chào xuân xong và con làm cho mọi người sửng sốt. Con nói là con tập 3 buổi nhưng mà cái bộ môn belly dance nè cộng với bộ môn đu dây này nè ở nhà là con tập lâu chưa? Gái ơi, ai dạy con cái bài này? Cô của con ạ. Ừ, con học cái môn này á là bao lâu rồi? Con không biết ạ. Bây giờ thì để dễ giao lưu hơn thì chúng ta sẽ mời mẹ của bé lên ạ. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được một người có thể thông nhịp biên rồi. Hiểu được chúng ta rồi. Dạ, chào ban giám khảo ạ. Chị cho mình hỏi một câu hỏi quen thuộc thôi. Là cháu nó học bao lâu rồi chị? Thật ra thì Dương Cầm thì đã được làm quen với múa từ khi còn nhỏ ạ. Vì mẹ cũng là giáo viên dạy múa. Nên là con rất là hay đi theo mẹ. Mặc dù là bạn ấy chẳng bao giờ để ý cái gì nhưng mà bạn ấy thuộc rất nhiều bài. Chỉ toàn là nhìn bắt chước thôi ạ. Sau đó thì bắt đầu là mẹ mới cho con theo học nghiêm túc ạ. Belly dance thì con làm quen khoảng nửa năm ạ. Còn đu dây thì thực chất là khi bắt đầu đăng ký chương trình thì là con học được 2 buổi. Đấy là tính từ lúc con chạm vào dây ạ. Sau đấy thì cô thông báo rằng là một tuần sau con sẽ đến quay. Thì ngày nào con cũng đi học và tính từ thời điểm con bắt đầu làm quen với dây cho đến ngày hôm nay là được 7 buổi. 7 buổi. 7 buổi mà có thể đu và tạo dáng ở trên dây điệu nghệ như vậy à chị? Thật ra là khi mà mẹ nói với cả cô giáo của con là diễn viên xiếc, nói rằng là con sẽ tham gia thì cô ấy rất là lo lắng và nghĩ rằng là con không thể làm được. Thế nhưng mà trong các buổi tập thì bản thân cô giáo cũng và gia đình thì đều rất là bất ngờ ạ. Bởi vì là con làm rất là siêu và cái khả năng ghi nhớ của con rất là tốt. Bạn ấy làm rất chắc chắn với cả cũng không thấy sợ hãi gì. Thậm chí lại còn rất là thích thú khi mà được nhào lộn trên không thì bạn ấy rất là thích ạ. Hồi nãy mà em nó đẹp treo ở trên á, là dưới này tôi nghĩ rồi,
là bố mẹ là phải trong cái nghề này. Tại không ai mà liều lĩnh vậy mà cho con mà nó bé như con cá cơm như vậy mà. Tôi nghĩ là gia đình chị là siết, nhưng mà không nghĩ chị chỉ là vũ công thôi. Nhưng mà nhờ như thế có một cái gen truyền lại cho bé, bé mới có một cái đam mê như vậy. Tại vì khi mà thả mình ở trên đó, cảm thấy bé rất là tự do với cái đam mê và với cái những cái nhiệt huyết của bé. Và điều quan trọng một điều đó là bé phải rất yêu thích nó thì bé mới có thể làm được như vậy. Điều này đúng với tên của chương trình, đó chính là siêu tài năng nhí, đúng là rất siêu. Và quyết định của cô Harry Won rất là đúng nha, đưa thẳng vào trong thì rất là chính xác luôn. Đúng thiệt cơ. Cảm ơn cô chị. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn mẹ của bé rất là nhiều. Giờ thách gì nữa, bà vô vòng trong được gì nữa. Nhưng mà mình phải xem thêm khả năng. Phải xem thêm chứ. Thì bây giờ về đu dây, con nói là con học được nhiều buổi rồi, thì con biết là khi mà đu dây chúng ta sẽ tạo được rất là nhiều dáng trên không đúng không nào? Đúng ạ. Thì bây giờ cái số lượng dáng mà con đã được học trong 4-5 buổi vừa rồi là tầm khoảng bao nhiêu dáng? Tầm khoảng 10 dáng á. 10 dáng đúng không? Ừ. Bây giờ mình trả bài nha. Mình trả bài con có thuộc hết 10 dáng đó không nha? Có. Rồi bây giờ sẽ là một thử thách cho bé, đó chính là đu dây trên không thay đổi liên tục 10 dáng ạ. Ok. Con em thiếu lớn quá. Làm như dẫn chơi thiệt á. Hồi nãy mình cảm giác như là nó bị kẹt, nó bị gối lỡ, nó bị cuộn lỡ mà nó chui hồi hộp cũng ra hay thiệt. Không, nhưng mà thật ra là những nghệ sĩ mà đu dây nghệ thuật như thế này họ có tính toán hết. Họ còn lợi dụng cả cái lực khóa của sợi dây để mà họ có thể tạo được cái dáng đó ở trên dây nữa. Dạ đúng rồi. Phải có một thân hình rất là dễ dai, phải tập luyện rất là nhiều để mà có thể trụ được một cái thế ở trên đó. Không biết nhà mình có muốn thử thách hay muốn xem bé biểu diễn kỹ năng gì nữa không ạ? À? Con gái ơi, con về nhà con nói cô của con á, tập cho một bài chất lượng hơn nữa thi vòng chung kết nha con gái. Con tập thêm cái phần lắc đầu nha. Lắc đầu nha, chú là chung khoái cái lắc đầu của con á. Ôi, giữ gì vậy? Cái gì mà giữ vậy? Cái gì mà giữ vậy? Mình biểu diễn cái lắc đầu belly dance lại lần nữa cho cô chú xem được nha. À không không, đấy. Cái gì là một lần thôi? Lần thôi. Kêu cái gì một dĩa là một dĩa, đừng có thêm cơm thêm mỡ hành đồ, tao không đúng chịu. Thôi, bây giờ con đã làm rất tốt và cô Harry Won ngay từ màn chào xuân đã tặng cho con một tấm vé vào thẳng vòng chung kết. Bây giờ con hãy về nhà tập luyện và quay trở lại với siêu tài năng nhí nha. Bây giờ thì gửi tặng quà cho bé Dương Cầm. Xin mời phần quà của Help Cowboy ạ. À. Cảm ơn Help Cowboy nha, và đây là quà cho con. Ôi, cầm cái bảng che mất tiêu cái người luôn rồi. Và như vậy là với tấm vé tuyển thẳng của cô Harry Won, chúng ta sẽ gặp lại bé Dương Cầm vào vòng bán kết của siêu tài năng nhí. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghỉ lao trong ít phút để đến với bé tài năng nhí tiếp theo. Theo Cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 siêu tài năng nhí mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.